đàm bay tùm lê nơi át cầm băng mùi đài nét đò tây mặt mạng đăng còn tay ấy ra chút nơi tì ni mùi chùm luôn bạn đăng cứ ai đóng tiêu banh à đóng cây công gian ai đóng bó sử dụng nhóm nâng ai đóng bó sử dụng con ông thần nát chia nơi dụng răm rầy chia bật thiên con ông bó xa răm rầy nơi bí rút hai ai đóng bó sử dụng chia nơi ai kẻ sản thị ca nơi bí rút trở bàn kê chấp khung con ông tiêu hồi sạch tự hỏi và hai chia nơi chia bước tự ca đại nạ ca tu tương lai nâng bây giờ mất bỏ thế hạt vô đăng hàm phí bà nhà hà ni cứ nơi ngay tí phí khai mi tù nà cho năm mùi bọn bà mùa rơi ca ư sập bầy khi ông trai bàn ai bàn bò sở rương trai kê bàn chấp khung krong tê môn tuôn kì ông bàn tạp tư khi ông có trai chìa ca thuê bà hê đò thông mùi rò bọc kì ông đại thưa đồng nai từ căn tiếc nè đầu tiên hãy miên tay từ công lan mà nè nâng miên on cái đẹp mà nè không có tay bán chấp khung không tiền còn tài không có bán prap tay nè đại chấp không khung được không tiền thả đã bây chưa viên ta bằng hồ chịu không sốc chất trả tranh phi đồng này hãy bật quân ai ở lúc thua này vô rộng tay bọn tỏ bố nè chẳng nụ mần bóng tổ tu sức con lạc tập hồn này cả bọc nọt nụ đi đôi chứ nè vị thi đã bay năng đọc sẵn bánh hà rồi bọc của kì cứ chặt này vô rộng tay hôn sàn đã chỉ nè vô tật xa thông một phút rồi bọc cả nạ bạc bọc chỉ chút tay mà rộng chúng bạn phải thả dương mà hai thua giang được cho thì công chưa đam bay chưa viên ca bằng hồ chiêm là nghe đi nào mong của mỗi là nghe nhóm nâng bậc ca lên lên trên phi đồng này hãy rót sập phi rò bò hà tây ta rót sập phi rò bò rót ca bồ chi nơi xe xa sông bò chân áp chơi rơi nơi dỗ rằm đầy thamay về nô nhóm có chú liệt ốc ca đàm bay nâng hành chương xâm đánh chia sử xâm đánh thế giới vân đại bế nôn nâng miên nghe chia ai ở đồng ai đóng tiêu bành ai đóng cây công gia nâng xâm mát chức cả nạ hai chân tay mũi chụp bước tay tiết bàn tự căn tí nút tầm rộng bế đá tới đó trong bán đi dây thả trong chấp ra trong nâng bậc cả liên lên tranh pin hôm nay nơi là nghe đi tầm rào về lúc trong nơi chạm bán thả ai làm tiêu bàn nâng ai làm cây công gian bàn phân cầm giang khẳng hai bàn mà chạy tha bảo sân bảo miên ca liên lên pin hôm nay rào bỏ luôn kiểu ta bằng hô chiêm mùi nâng tay chập rạp đôi chứ này bằng đoàn bạch nà này ca chấp luôn hôn sẻ đàm bay nâng xâm rạch nơi ca bằng plan cho lạc tập hoa này ca bọc nó cho nó mùi bọc bộ rơi cây xâm bầy để riêng chọc đời ôn tạc cứ màn trái ban xâm rạch ta mở dạ ca chui xong cổ nè kiếm xong đó có cả nơi thay nơi cả ô cùn cho buộc nhẹ chẳng lại hãy chia bì xe hay đám tiêu bánh hay đám cây cầm nhàng để chú ý xong cổ nhóm nơi không cả lạc thế xác đó là bạn đúng hay đám bó dữ lương cái miền đặt viên tế bó dữ lương ta đến cái chấp môn khi ông còn màn màu rồi xa rạch từng hỏi nếu chiếc ca tùm lưới át cầm băng mùi hãy bánh hà ni hơi đại nhóm ban vững rừng xa mắt tập hiếp nây cầm lăng đại nhóm tới bên chìa phật đàm bây chìa viên bảo vọt chú râm đai nây bảo vọt thế xa đại ngay tí pi
ខែមិថុនាឆ្នាំ 1993ខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនម្ដងដល់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ 1994ក៏ត្រូវមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារចាប់ខ្លួនខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះក៏អាចនឹងបញ្ជាក់បានថា ហើយការចាប់ខ្លួនទាំងអស់សុទ្ធតែមានបំណងជាមួយនឹងការបំផ្លាញចោលនៅសមិទ្ធផលសន្តិភាពឧទាហរណ៍ខ្លួនខ្ញុំទទួលដើម្បីឲ្យមានទទួលស្គាល់ឲ្យទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយស្មោះគ្រោះរបស់អ៊ុនតាក់ ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដោយសារភាពរឿងរុះរបស់ខ្ញុំនេះហើយបានជាខ្ញុំត្រូវទទួលនៅការចាប់ខ្លួនរដ្ឋប្រហារដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែមិនទាន់ផ្ទុះអាវុធនិងត្រូវបានបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលា ក្រៅពីការត្រូវកំទេចសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិគឺគេត្រៀមរៀបចំចាប់ខ្លួនខ្ញុំយកទៅទុកនៅឯខេត្តព្រៃវែងនេះកើតឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1994ដូច្នេះហើយបញ្ហានេះ ជាបញ្ហាដែលខ្ញុំទំលាយអាចកំបាំងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាក្នុងដំណាក់កាលដែលហ៊ុនសែនកាន់អំណាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងនោះទេហើយរឿងរដ្ឋប្រហារនេះ វាក៏បានបំភ្លេចបំផ្លាញកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋប្រហារ18មីនាឆ្នាំ1993ចិត្តសិបដែលទីចុងបំផុតកងទ័ពដែលបង្កើតដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវប្រមូលចុងក្រុងដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះវិញឥឡូវខ្ញុំវិលមកនិយាយអំពីបញ្ហាតាក់ទង បន្ទាប់ពីខ្ញុំបកក្រាបអបគុំនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរួចហើយខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបព្វជិជនហើយយើងសុខចិត្តរំសាយរដ្ឋកម្ពុជានៅនឹងកន្លែងដែលវាមិនមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសភាធម្មនុញ្ញហើយនៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញคลายទៅជាសភាជាតិបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលរួចហើយនោះគឺជាពេលវេលានៃការបញ្ចប់វត្តមាននៃអន្តរការគមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅកម្ពុជាមានឈ្មោះថាអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ៊ុនតាក់ថ្ងៃ